Thưa quý vị, để kịp thời truy vết, rà soát các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân có địa chỉ cư trú tại ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh dương tính với SARS-CoV-2, Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng thông báo tìm người từng đến địa điểm và khung giờ cụ thể như sau. Trong ngày 18 tháng 7 năm 2021, vào khung giờ từ 17 giờ 50 phút đến 18 giờ 50 phút, địa điểm phòng khám bệnh của bác sĩ Trần Ngọc Hùng, bác sĩ Hùng, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cá nhân có liên quan đến khung giờ và địa điểm như trên khẩn trương đến ngay trạm y tế xã nơi cư trú gần nhất để được hướng dẫn.